Chương 1067, cô gái xấu xí thông minh sắc sảo. Tuy rằng số lượng linh thảo tầng 5 nhiều hơn, nhưng vì giết viên quan nào cho nên Diệp Mạc không có tiếp tục ở lại tầng 5, rất nhanh tiến tới thang đá thông đến tầng 6. Dù cho hành động cẩn thận này là dư thừa đi chăng nữa, hắn cũng lựa chọn như vậy. Bởi vì sau khi giết viên quan nam, cảm giác luôn khó chịu, nhưng rốt cuộc khó chịu ở đâu hắn không nhận thấy. Diệp Mạc cẩn thận đi tới cửa thang đá. Đầu tiên là dùng thần thức tỉ mỉ quan sát bốn phía, không phát hiện bất cứ tu sĩ nào. Lúc này không do dự nhắm thẳng thang đá mà đi. Vốn nào Diệp Mạc nghĩ rằng số bậc thang đá lên tầng 6 là 660 bậc, so với tầng 5 khó hơn một chút, nhưng hắn mà không nói quá gian nan. Thế nhưng khi hắn mới đi được phần nửa, cảm giác hô hấp khó khăn, thậm chí có xung động tùy thời ép đầu Diệp Mạc về. Lòng Diệp Mạc cả kinh, song hắn biết lúc này tuyệt không thể quay lại. Chỉ cần hắn quay đầu lại, thế giới này vĩnh viễn không có người nào tên là Diệp Mạc. Hắn chắc chắn bị bậc thang đá ép thành trò. Sở dĩ vẫn trên điện nhiều tu sĩ ngã xuống bởi vì một khi bước lên thang thì không thể quay đầu lại. Một khi quay đầu lại chỉ còn đường chết. Đương nhiên không chịu nổi áp lực của thang đá thì sau đó cũng chỉ là đường chết. Lúc trước khi đi từ tầng 1 tới tầng 3, Diệp Mạc là hầu như không cần vận dụng chân nguyên cũng có thể lên. Về phần tầng 4 vẫn chân điện là truyền tống từ cấm địa vẫn chân mà lên. Mà khi lên tới tầng 5, hắn tuy rằng vận dụng một ít chân nguyên nhưng cũng không có nhiều cảm giác khó khăn. Chỉ là không ngờ khi tới tầng 6 gặp trắc trở tới vậy. Mỗi một bước lên trên, Diệp Mạc cảm giác có lực ép rất lớn truyền tới. Tựa hồ chỉ cần hắn lơ là một chút bị ép vụn. Hơn áp lực này không chỉ là đè ép thân thể hắn, thậm chí tinh thần cũng không ngừng bị ép. Thảo nào tu sĩ lên tầng 6 như vậy, cái loại áp bức tinh thần khiến thần thức Diệp Mạc khó có thể chịu đựng. Cái cảm giác giống như là tinh thần cùng linh hồn cũng có thể bị đập vụn. Vậy thì các tu sĩ bình thường khác coi như là có chân nguyên hùng hậu đi chăng nữa cũng không nhất định có thể tránh né được cái loại áp bức tinh thần kinh khủng thế này. Cho dù là thần thức Diệp Mạc là tương đương nguyên anh kỳ tầng 9 cũng cảm giác chịu không nổi. Trên thân thể bị các loại áp lực không gian không ngừng đè nén, vẫn là có thể vận chuyển chân nguyên mạnh mẽ kháng cự. Thế nhưng loại tinh thần áp chế này khiến hắn bực bình muốn thổ huyết. Mà một ngụm máu trong lòng hắn hết lần này tới lần khác mãi phun không ra, tựa hồ chỉ chờ hắn chịu không nổi bạo liệt, thực lợi hại. Lòng Diệp Mạc là thầm kinh hãi, thế nhưng mà lúc này hắn ngoại trừ việc chống lại cái lực áp lực này cũng chẳng còn biện pháp. Khi Diệp Mạc còn đang dãy giụa ở trên bậc thang đá, thấy được ở phía trước hơn 10 bậc thang có một tu sĩ cũng dãy giụa, Diệp Mạc cuối cùng tìm được thoải mái. Dù sao mấy bậc thang này cũng là không phải mình hắn đang dãy giụa. Thế nhưng Diệp Mạc tính toán còn tới hơn 200 bậc nữa, hắn cũng không nghĩ ra biện pháp gì lên tầng 6. Nếu là dựa theo tốc độ áp lực này, phòng trường hắn kiên trì không nổi, làm 10 bậc nữa bị ép thành tro tàn. Lòng Diệp Mạc thầm nghĩ thực khó khăn, thảo nào người ta nói lên tới tầng thứ 7 rất ít, hắn thậm chí là cố gắng lên tầng 6 là chịu không nổi. Đột nhiên có tù sĩ phía trước hét một tiếng dài, từ tiếng hét Diệp Mạc thấy được trạng thái rung động khó nói. Mà khi tiếng thét đi qua, Diệp Mạc cảm giác tốc độ bản thân thân ảnh phía trước là tựa hồ tăng lên, nháy mắt là không thấy, lòng hắn kinh ngạc. Thế là khi tới bậc thang đá bên trái lại dễ hơn. Nghĩ tới đây, Diệp Mạc lần nữa hướng lên trên 10 bậc. Lọt vào tầm mắt hắn lúc này là một vũng máu. Lúc này Diệp Mạc hiểu ra tu sĩ kia đem máu ứ trong ngực phun ra, lúc này tốc độ mới nhanh hơn. Diệp Mạc lúc này rất phiền muộn với khí huyết ứ trong ngực, thế nhưng lại không có bất cứ biện pháp phun được nó ra. Tuy rằng Diệp Mạc muốn hỏi người kia một chút xem bản thân làm thế nào nhổ được ngụm máu ứ động, thế nhưng người kia nói không chừng lên tới tầng 6 rồi. Lại thêm một cái trận áp bức tinh thần truyền tới, Diệp Mạc trong ngực từng trận nhộn nhạo, trí não thậm chí có chút không minh mẫn, thế nhưng mà tụ huyết trong ngực không cách nào phun ra. Khi hắn cảm thấy bản thân chịu không nổi, liền là trực tiếp thi triển tử nhãn thần hồn thiết cắt, muốn đem phạm vì loại áp lực đè ép tinh hồn này trực tiếp phá bỏ. Lúc này hắn bất chấp tất cả rồi, nếu biện pháp này còn không được, Diệp Mạc chuẩn bị lập tức tiến vào thế giới trang vàng, nếu không hắn chỉ chờ vận mệnh bị ép vụn. Khi mà tử nhãn thần hồn thiết cắt được Diệp Mạc mạnh mẽ thi triển, hắn cảm giác lồng ngực dễ chịu, một cái hơi phun ra máu động. Diệp Mạc không kịp vui mừng, cảm giác như bỏ đá trong lòng đi, nhưng mà những cái bậc thang phía trước tựa hồ dễ dàng hơn. Diệp Mạc kiểm tra thân thể một chút, không hề thấy dị trạng, hơn nữa thần thức tựa hồ tinh tế. Hóa ra là vậy, Diệp Mạc hiểu được, cùng với tử nhãn thần hồn thiết cắt không ngừng được thi triển ra, tốc độ di chuyển hắn càng lúc càng nhanh. Tuy rằng thi triển thần hồn thiết cắt đối với thần thức hắn là tiêu hao rất lớn,
Thế nhưng khi hắn phát hiện ra thằng đá này thì triển từ nhãn thần hồn thiết cát có ích với tù vị thần trí liền là mặc kệ tất cả. Để thăng thần thức là khó nhất, lúc này đi qua thằng đá lại là tu luyện được thần thức, hắn đâu thể bỏ qua. Kỳ thực Diệp Mặc biết lúc này dù hắn không thi triển từ nhãn thần hồn thiết cát, hắn cũng có thể leo được đến tầng 6 khi đã phun ra ngụm máu tụ trong người. Thế nhưng cơ hội dùng để tu luyện thần thức hắn là rất khó có. Còn lại gần 200 bậc thang, Diệp Mặc không có cảm giác gì. Thoáng cái bản thân xuất hiện tầng thứ 6 vẫn chưa niệm. Cảm giác nơi này linh khí đậm còn hơn cả tầng thứ 5 truyền tới, Diệp Mặc thậm chí có thể suy nghĩ tu luyện tại chỗ. Thế nhưng hắn lập tức lùi phía sau vài bước, bởi hắn phát hiện ra người tu sĩ khi nãy đi trước hắn vài bước cũng chưa rời khỏi, mà đang đứng cách đó không xa theo dõi hắn. Khi hắn thoát khỏi bậc thang đá, thần thức không hề khuếch tán ra nên là không phát hiện. Người đó là Nguyên Anh tầng 9, hơn nữa còn là một cô gái. Tuy rằng dung mạo cô ta chưa thể nói là xấu xí không gì sánh, nhưng cũng là tương đối xấu. Đôi mắt một lớn một nhỏ, môi cũng không cần xứng. Môi trên hơi mỏng, môi dưới hơi dày. Duy nhất đáng khen chính là làn da rất tốt, vô cùng trắng trẻo khỏe mạnh. Có lẽ là thân thể cô là thứ đẹp nhất cô có. Nơi nào cần lồi thì lồi, nơi nào cần lõm thì lõm. Sĩ Bắc tỉ mỉ dùng thần thức đảo qua nhìn, nhưng phát hiện cô gái này không có dịch dung, cũng không có pháp bảo mặt nạ như hắn. Thế nhưng mà tu vị của cô so với hắn là cao hơn một chút, là Nguyên Anh tầng 9. Cô gái thích Diệp Mặc quan sát, cô không hề tức giận, chỉ là lặng lặng nhìn Diệp Mặc, tựa hồ là đang chờ Diệp Mặc quan sát xong. Cô cũng không vì mình tức xấu xí mà tức giận hay xấu hổ khi bị người ta soi mói. Biểu tình hoàn toàn bình thản như không có gì. Cô đang đợi tôi. Diệp Mặc không cảm giác cô gái này đang mang đến địch ý tìm mình nên nhẹ nhàng hỏi. Cô gái kia gật đầu. Anh rất giỏi, thậm chí có công pháp thần thức đồng thời thông qua loại công pháp này mà đi tới tầng 6. Cô biết biện pháp mà tôi dùng. Diệp Mặc kinh ngạc nhìn chằm chằm cô gái, nhớ tới bản thân mình chưa từng đem từ nhãn thần hồn thiết cát nói với người ta. Cô gái này đi trước, vậy mà làm sao cô ta biết được mình dùng công pháp gì? Cô gái liền nhẹ nhàng nói. Bởi vì tôi ở bậc thứ 481, giác ngộ ra được. Nếu muốn tiến lên tầng 6 vẫn chân điện, ngoại trừ dùng thần thức chống lại sự áp bức tinh thần, phun chỗ máu tụ trong người ra còn có thể thôi thúc chân nguyên mình, cắt mở không gian áp lực xung quanh phun máu tụ. Dĩ nhiên tu vị anh là Nguyên Anh tầng 4, hiển nhiên không có cách nào sử dụng chân nguyên cắt mở không gian áp lực. Anh chỉ có thể dùng thần thức chống lại tinh thần, sau đó phun chỗ máu tụ lên tầng 6 này. Diệp Mặc nghe lời phân tích, cô gái nhất thời ngây ngẩn. Bản thân tuy rằng đi đến đây là nhờ biện pháp dùng từ nhãn thần hồn thiết cắt, thế nhưng hắn chỉ biết cách này hữu dụng, không tổng kết ra vì sao sử dụng phương pháp này. Mà cô gái trước mắt là không chỉ lên được, còn là tổng kết phương pháp đi lên. Hóa ra cô gái có tướng mạo xấu xí lại thông minh tới vậy. Phải biết rằng công pháp hắn tu luyện là tam sinh quyết, phương dị cảm ngộ và lĩnh hội là hơn người khác, tốt hơn rất nhiều. Đây cũng là lần đầu tiên hắn gặp người con gái thông minh tới vậy. Thế nhưng chẳng lẽ cô gái này tới đây nói với mình rằng cô ta thông minh? Tôi ở chỗ này không phải để nói cho anh biết tôi rất thông minh, tôi là tìm anh có việc. Cô gái tựa hồ là biết Diệp Mặc nghĩ gì liền tự mình nói. Diệp Mặc thấy cô gái đoán ra được mình nghĩ gì liền há miệng không nói. Cô gái cũng không vì Diệp Mặc im lặng không nói gì mà cảm giác không thoải mái, chỉ nói với Diệp Mặc. Chỗ này không phải lời để nói chuyện, mời anh theo tôi. Nói xong cô gái đó hồn nhiên không chút sợ hãi, không ra đó gió trực tiếp đạp kiếm mà đi. Cho dù đối phương là tu sĩ Nguyên Anh tầng 9, Diệp Mặc không sợ hãi mà trực tiếp vui vẻ đi theo. Qua thời gian một nén nhang, khi tới một nơi hoang sơ, cô gái dừng lại, thấy Diệp Mặc cũng dừng mới nhìn Diệp Mặc nói. Tôi bảo anh tới đây là vì cứu anh một mạng, song cũng có việc giao dịch cùng anh. Diệp Mặc nhíu mày, lời cô gái này nói đúng ra không khiến người khác sợ hãi chết thì không thôi. Bảo tên hắn hiện tại có gì mà cần cô ta cứu? Thấy Diệp Mặc nhíu mày không nói, cô gái cũng cảm thấy lạ liền nói. Bởi vì anh giết một đệ tử lòng cốt tông môn 9 sao, vì vậy ngoài tôi ra, phương diện này không có bất cứ ai cứu được anh. Nếu tôi đoán không sai, kẻ anh giết có thể là viên quan nam vô cực tông. Lòng Diệp Mặc cực kỳ hoảng hốt, chuyện tình viên quan nam bị giết khẳng định là ngoại trừ bản thân hắn khẳng định không có người nào biết. Việc cô gái này biết mình sở hữu công pháp thần thức còn có thể giải thích cô ta thông minh. Thế nhưng việc hắn giết viên quan nam giải thích thế nào? Lẽ nào cô gái này có bộ công pháp ẩn nấp cực kỳ lợi hại, đứng ở một bên quan sát mọi việc diễn ra? Nếu đúng là vậy, hắn tuyệt đối không thể để cô gái này sống. Đối với Diệp Mặc mà nói, hắn chẳng qua chỉ có một mình, thế nhưng vô cực tông lại là thế lực lớn. Một khi biết tin viên quan nam bị mình giết, hẳn là đem Mạc Nguyệt Thành phi hài nhổ cho không còn tận gốc cũng không phải chuyện khó. Cô gái thấy biểu tình Diệp Mặc lập tức biết lòng Diệp Mặc nghĩ gì, cô ta thản nhiên lắc đầu. Coi nhanh giết tôi cũng không có tác dụng, anh vừa đi ra thì người khác đều biết viên quan nam là do anh giết, huống hồ anh có khả năng giết được tôi sao?
Chương 1068, Hồn Ký. Diệp Mạc tỉnh táo lại, hắn phát hiện từ đầu đến giờ là cô gái này giành quyền chủ động nói chuyện, hắn căn bản không có cơ hội chủ động nói chuyện. Tôi bị quen viên quan nam chỉ là Nguyên Anh tầng 5, bất quá cũng là một cái tên phế vật, xếp hạng 200 biệt địa danh Nguyên Anh. Anh có thể tới tầng 6 vẫn chân điện, việc giết hắn không phải quá ngạc nhiên. Cô gái không để ý tới Diệp Mạc mà thản nhiên nói. Cô làm sao biết tôi giết viên quan nam? Diệp Mạc trầm giọng, nói tới nước này hắn cố ý giấu giếm cũng không có ý gì. Cô gái vẫn là chậm rãi nói. Bởi vì đại bộ phận đệ tử tông môn 8 sao 9 sao có một đạo hồn ký, bất luận ai là người giết đệ tử đóng cốt của những tông môn này, hồn ký tự động bám trên thân người đó. Đạo hồn ký này trong mấy năm cũng không tiêu tan. Hơn hết, đạo hồn ký này chỉ có các tu sĩ ngưng thể mới thấy. Mà trên người của anh có một đạo hồn ký thậm chí rất rõ, chứng tỏ cách đây không lâu anh mới giết một tên đệ tử nòng cốt. Nói tới đây cô gái liền dừng lại một chút nói tiếp. Đệ tử tông môn 9 sao có thể lên tới tầng 5 vẫn chân địa không nhiều. Mà viên quan nam là một cái kẻ chỉ có phong độ bên ngoài, còn nội tâm tối tăm, có thủ tất báo. Nếu như hắn muốn giết người nào khẳng định không nói với ai, tự mình đơn độc lén lút chặn cái đó, tôi nghĩ anh là đắc tội với hắn. Cho nên hắn bị hắn chặn giết, cuối cùng thì kẻ chết là hắn. Diệp Mạc nghĩ tới đó lòng khiếp sợ, xong cũng không khỏi bội phục tâm tư cô gái này quả là quá thông minh. Cô ta thật giống như là tận mắt thấy mọi việc. Chỉ là thông qua phân tích tính cách viên quan nam nhận ra người bị giết chính là viên quan nam. Sự khiếp sợ trong lòng Diệp Mạc cũng không biểu hiện ra ngoài, nhưng cũng không phải là thừa nhận hay phủ nhận hỏi ngược. Cô đã nói chỉ có tu sĩ ngưng thể mới thấy được đạo hồn ký, nhưng cô ta tại sao lại thấy? Cô gái kia tự biết Diệp Mạc hỏi vậy, liền hé miệng cười một cái, tiện tay lấy một cái mặt kính tròn đưa Diệp Mạc. Bởi vì tôi có cái này, nó gọi là cực kính, có thể nhìn thấy thứ mà mắt thường không thể thấy, thậm chí linh hồn thể cũng có thể thấu các pháp bảo mặt nạ thông thường. Diệp Mạc nhận chiếc kính tròn túy soi, lòng cả kinh. Hắn không chỉ thấy một cái bóng nhàn nhạt bám vào sau mình, thậm chí thấy được dung mạo thật ở dưới cửu biến. Tuy rằng Diệp Mạc không biết sau khi dùng lạc xa cái gương này có thể thấu hay không, thế nhưng lúc này hắn không có lòng tin với pháp bảo mặt nạ nữa. Đặc biệt giống như là cái bóng hồn kia, với cái thần thức cảm hóa, cảm ứng của hắn hoàn toàn không cảm thấy. Tầm một chín sao quả có nội tình thâm hậu, loại hồn ký này thực là một cái đại sát khí, có thể giúp tôi xóa hồn ký. Diệp Mạc cũng không đem cái việc chiếc gương trả lại cho cô gái, chỉ là trầm giọng hỏi. Sự tình tới mức này hắn là tỉnh táo. Lúc này hắn nghĩ làm thế nào đối phó với tầng 19 sao mà không cần lo lắng. Cô gái nhìn Diệp Mạc ánh mắt tán thưởng nhẹ nhàng. Tôi không có cách nào giúp anh xóa bỏ hồn ký, nhưng tôi giúp anh che giấu được hồn ký. Ngoại trừ tu sĩ hóa chân mới có thể nhìn ra thủ đoạn che giấu của tôi, còn dưới hóa chân không có cách nào. Diệp Mạc thầm lắc đầu. Nếu tu sĩ hóa chân có thể nhìn ra, hắn cơ bản là không cần cô gái này giúp hắn. Ai biết được sau khi hắn rời khỏi vẫn chân điện có tu sĩ hóa chân chờ đó không? Không nói viên quan nam, ngay cả môn phái Điển Ngạo Phong ở thành Nam An cũng có tu sĩ hóa chân nữa mà. Diệp Mạc rất nhanh biết bản thân có thể dùng thiên hỏa hủy cái hồn ký hay không. Thế nhưng hiện tại cô gái này đang đứng đây, hắn không thể thử. Hắn suy nghĩ một chút nói, có đúng loại hồn ký này chỉ có biểu thị trên người Nguyên Anh không, mà không thể nào có trên người tu sĩ Kim Đan. Anh nói không sai, hồn ký này phải là có thần hồn tu sĩ Nguyên Anh mới có thể làm. Tu sĩ Kim Đan chưa ngưng kết Nguyên Anh nên không thể là có thần hồn của Nguyên Anh, không thể nào tạo được hồn ký. Nói tới đây cô gái ngừng một chút, có thâm ý nhìn Diệp Mạc bỗng cười nhạt nói, xem ra lá gan anh không nhỏ, lúc trước Điển Ngạo Phong chết hẳn là do anh giết phải không? Cơn giận Nội Vân Tông chưa qua đi, anh lại tiếp tục khiêu khích Vô Cực Tông, anh vẫn có thể sống tới giờ là một kỳ tích đó. Diệp Mạc im lặng không nói gì. Cái cô này thật là thông minh, mình chỉ tùy tiện hỏi một câu, cô ta là không ngờ đoán ra Điển Ngạo Phong là do mình giết. Thế nhưng Diệp Mạc không có lên tiếng phủ nhận, giết thì cũng giết, giết hai tên thì cũng giết, có làm hoàn cảnh của mình tệ hơn được hay không? Thấy Diệp Mạc trầm mặc, cô gái không có tiếp tục kích động Diệp Mạc mà nói, anh có thể lên tới vẫn chân điện tầng 6 cho thấy anh có biện pháp có thể chặt đứt sự áp bức tinh thần thang đá. Yêu cầu tôi đơn giản, bản thân tôi tuy có một biện pháp giống như thế, nhưng mà tôi không thể một mình một người lên tầng 7 được, tôi cần sự trợ giúp của anh, và từ lao cho việc này là giúp anh che giấu cái hồn ký kia. Diệp Mạc chỉ trầm mặc chốc lát rồi nói, đồng ý, nhưng tôi và cô không nên đi cùng nhau. Như vậy đi, 5 ngày sau chúng ta gặp nhau ở cửa thang đá lên tầng 7. Hiện tại cô cho tôi mượn cái gương này vài ngày, tôi không cần cô giúp tôi che giấu cái hồn ký này, tôi chỉ cần cô giúp tôi tìm một cái thân phận để ra ngoài. Cô gái kinh ngạc nhìn Diệp Mạc hồi lâu mới lên tiếng, anh muốn tự mình xóa hồn ký? Vậy tuyệt không có khả năng,
Thế nhưng mà chuyện anh muốn tôi giúp tìm thân phận ra ngoài, chuyện này đơn giản, tôi tùy thời có thể giúp. Được, cứ vậy đi. Diệp Bạc không chút do dự gật đầu. Cô gái thấy Diệp Bạc thẳng thắn không nói gì, chỉ nói: Tôi là Cảnh. Anh Ly, anh nhớ cho kỹ. Tôi là Diệp Mặc. Cô gái biết mình giết hai đệ tử Lỏng Cốt Tông môn chính sao, Diệp Mặc cảm thấy không cần tiếp tục giấu tên. Diệp Bạc nói tên xong tựa hồ nghĩ đến gì, nhìn nghi hoặc Cảnh Anh Ly. Tôi biết một cái tông môn chính sao là Huyền Âm Các. Có một cô gái là Cảnh Anh Mộng. Cô và cô ta có quan hệ thế nào? Cảnh Anh Mộng xếp thứ tư trong 10 đại mỹ nhân Nam An Châu. Diệp Bạc đối với 10 đại mỹ nhân Nam An Châu nhớ đến toàn bộ mới hỏi. Cảnh Anh Ly là lạnh lùng. Anh hóa ra là một kẻ đa tình. Thế nhưng mà với bộ dáng của anh, tôi thấy anh không nên mơ tưởng Cảnh Anh Mộng. Lần này Diệp Bạc cuối cùng là cảm nhận được dao động cô gái này. Hắn và Cảnh Anh Ly nói chuyện nãy giờ cô ta bình tĩnh không có chút dị thường. Chỉ là sau khi nghe ba chữ Cảnh Anh Mộng, Diệp Bạc cảm nhận một cái tia tâm tình dao động. Cảm quan Diệp Bạc nhạy cảm, thậm chí là nghe có chút lửa giận phẫn hận của Cảnh Anh Ly. Nhưng nghe được nghĩ khí bình tĩnh không cái gì sánh thừa của Cảnh Anh Ly, hắn cảm giác rằng mình chỉ có cảm giác ảo giác. Năm ngày sau gặp lại, Diệp Bạc không có tiếp tục tìm hiểu cách nghĩ của Cảnh Anh Ly mà trực tiếp lấy tử đao bay đi, đảo mắt không thấy. Thế Diệp Bạc bay mất, Cảnh Anh Ly cũng thay đổi phương hướng khác mà rời đi. Tuy rằng mục đích cô chủ yếu là vẫn trên điện tầng 7, thế nhưng tới tầng 6 cũng có thể tùy tiện tìm thứ tốt. Trong 5 ngày tới cô muốn tự mình thu thập. Diệp Bạc sau khi chia tay với Cảnh Anh Ly trực tiếp tìm một chỗ tấn nhập thế giới tràng vàng. Trước tiên hắn đeo lạc xa, lại dùng lạc cực kính nhìn qua. Lạc xa quả nhiên là có đẳng cấp cao hơn cửu biến. Thế nhưng nhìn qua cực kính vẫn có thể thấy được một chút dấu vết. Nhưng mà nhìn không kỹ, không nhìn xa. Diệp Bạc thu hồi lạc xa, nhìn gương mặt một chút. Cực kính này có thể nhìn thấu các loại pháp bảo mặt nạ, hiển nhiên chính là pháp bảo không tầm thường. Mà Cảnh Anh Ly không ngờ là dễ dàng cho mình mượn, có thể thấy được việc tiến vào vẫn trên điện tầng 7 đối với cô nhất định quan trọng. Diệp Bạc thu hồi cực ly, đem thần thức của mình vận chuyển cực hạn. Chỉ lần này vận chuyển thần thức cực hạn cũng không phải để làm chuyện gì lớn, mà nhìn xung quanh thân thể mình kiểm tra tỉ mỉ. Cực kính rốt cuộc là đồ của người khác. Nếu hắn không thể tự dùng thần thức bản thân tìm được hồn ký, vậy sau này gặp phải một lần nữa thì sao? Sau hơn 10 lần cố gắng, Diệp Bạc quả nhiên tìm được. Phía sau người mình có một cái bóng nhàn nhạt, khẳng định là hồn ký. Bám vào hắn sau khi giết vài viên quan nam, Diệp Mặc càng không do dự xuất ra vụ liên tâm hỏa. Dưới sự thiêu đốt cực nóng của thiên hỏa, hồn ký trở nên nhạt dần nhưng mà tốc độ rất chậm. Diệp Mặc thầm mắng trong lòng, cái thứ này đến thiên hỏa cũng đốt không được. Hắn dứt khoát lấy cả ra tử quy hỏa, tuyết tinh hỏa. Dưới sự mạnh mẽ thiêu đốt của ba mùi lửa, cái bóng hồn ký nhàn nhạt mới rốt cuộc kêu một tiếng chói tai biến mất vô tung vô ảnh. Diệp Mặc một lần nữa lấy ra cực kính thử nhìn, phát hiện bên trong cái gương không còn cái bóng của hồn ký. Cô gái Cảnh Anh Ly này thực sự giúp hắn một việc lớn. Nếu như không gặp Cảnh Anh Ly, vậy sau khi rời Vẫn Chân Điện bị một cái ngưng thể giết chết, có lẽ hắn cũng không biết lý do tại sao. Nhưng đại tông môn này đúng là không thể coi thường, nơi nào cũng là nguy hiểm khôn lường. Đã không còn đạo hồn ký làm việc phức tạp, Diệp Mặc cảm giác thần dễ chịu. Lúc trước khi giết viên quan nam hắn luôn có cảm giác khó chịu, giờ thì hoàn toàn không thấy. Lúc này Diệp Mặc cuối cùng hiểu rõ nguyên nhân, hóa ra là do đạo hồn ký kia tác quái. Với tâm trạng vui vẻ, Diệp Mặc mở ra mấy cái chiếc nhẫn chữ vật trước đó lấy được, phát hiện bên trong là lượng lớn linh thảo khoáng thạch. Hiển nhiên thứ này là do bọn chúng thu thập ở Vẫn Chân Điện. Thế nhưng mà giờ tất cả là của hắn. Diệp Mặc cầm nhẫn thứ hai của viên quan nam thì kinh ngạc phát hiện đây không ngờ lại là một cái thú linh giới. Đạo cấm chế được hạ trên thú linh giới này đối với Diệp Mặc mà nói chỉ đơn giản. Sau khi phá vỡ mặt trên cấm chế thì lại đi ra một cái chú tiểu hồ ly dễ thương. Tuyết Nhung Hồ, Diệp Mặc thốt lên, lẽ nào đây là Tuyết Nhung Hồ mà ngày trước địa cầu hắn gặp ở trong Mai Lộ Tuyết Sơn, sao lại tới đây, hơn nữa lại là một linh thú cấp 5. Trong 1069, gã điên. Tuyết Nhung Hồ chính xác là tẩm linh hồ, thuộc về một loại tẩm linh thú. Loại hồ ly này rất dễ tìm được nguồn gốc linh vật, cực kỳ mẫn cảm với linh vật và linh khí. Lúc đầu khi biết Tuyết Nhung Hồ là tẩm linh thú còn cố ý đi Mai Lộ Tuyết Sơn, đáng tiếc là tìm không thấy trước đây. Tuyết Nhung Hồ đang trong tay Diệp Mặc, sợ hãi nhìn Diệp Mặc khiến Diệp Mặc rất khó phán đoán Tuyết Nhung Hồ này hay không là Tuyết Nhung Hồ trong Mai Lộ Tuyết Sơn. Diệp Mặc thuận tay vứt Tuyết Nhung Hồ trên đất, tự mình đi chơi đi. Thế nhưng số linh thảo kia mày không được đụng, bằng không tao giết mày. Hắn tin Tuyết Nhung Hồ cấp 5 có thể nghe hiểu lời hắn. Quả nhiên Tuyết Nhung Hồ gật đầu, nhưng hơi do dự không chịu rời. Diệp Mặc lại lần nữa nắm Tuyết Nhung Hồ lên, thần thức quét trên người Tuyết Nhung Hồ tìm kiếm. Tuyết Nhung Hồ mặc dù là linh thú cấp 5 nhưng không có bất kỳ năng lực tấn công, năng lực duy nhất là tìm kiếm linh vật.
Rất nhanh Diệp Mặc là tìm ra cái cấm chế bên trong người Tuyết Linh Hồ, Tuyết Nhung Hồ. Cấm chế này ắt hẳn Viên Quan Nam để lại. Diệp Mặc là đại sư trận pháp cấp 5, muốn phá vỡ cấm chế Viên Quan Nam để lại căn bản không phiền phức, chỉ cần vài bát động tác là phá vỡ cấm chế. Tuyết Nhung Hồ tựa hồ biết cấm chế của nó bị xóa, càng mừng rỡ dùng thần thức tỏ thái độ cảm ơn với Diệp Mặc, lập tức bỏ chạy rất xa. Thế giới trang vàng này dễ chịu hơn cả linh thú giới. Chủ nhân mới này không những là trừ cấm chế cho nó, còn bảo nó tự do hoạt động. Trong môi trường này, nó làm sao mà không cảm ơn Diệp Mặc. Tuyết Nhung Hồ kia lần đầu tới phía trước Khổ Trúc, từ xa nhìn Khổ Trúc ánh mắt thậm chí muốn lỏi xa, hiển nhiên nó biết Khổ Trúc mà nó nhìn thấy không phải giống vật thường. Rất nhanh nó cẩn thận dè dặt đến cạnh Khổ Trúc ngồi xuống, nhắm mắt tựa hồ là cảm nhận vật gì. Diệp Mặc không để ý tới Tuyết Nhung Hồ, chỉ là hiện tại hắn hoàn toàn hiểu rõ vì sao Viên Quan Nam có thể tìm được hắn, nhất định là bởi vì Tuyết Nhung Hồ này. Tuyết Nhung Hồ không chỉ mẫn cảm linh khí mà mẫn cảm với mùi hương con người, thậm chí Trần Nguyên chập chờn cũng cực kỳ mẫn cảm. Có thể nói chỉ cần bị Tuyết Nhung Hồ thấy một lần, vậy là sau này Tuyết Nhung Hồ gặp lại người kia cho dù ngụy trang thế nào, cơ bản là bị Tuyết Nhung Hồ tìm ra. Đây là bản năng của linh thú. Huống chi sau này dùng pháp bảo, còn là chưa cố ý dùng Tam Sinh Quyết để che giấu khí tức. Nếu quả thực Tuyết Nhung Hồ hỗ trợ, vậy Viên Quan Nam kia rất có thể là khi hắn mới tới bãi đá tầng ba điện vẫn chưa đã nhận ra hắn. Diệp Mặc nghĩ tới dùng thần thức lần nữa quét tới, hỏi Tuyết Nhung Hồ. Thế nhưng Tuyết Nhung Hồ mặc dù là linh thú cấp 5, chứ được rất thấp, chỉ là miễn cưỡng dùng một chút tâm tình biểu đạt tình huống. Diệp Mặc hỏi có hay không làm đến từ Mai Lội Tuyết Sơn, nó là hoàn toàn mơ hồ, căn bản không hiểu. Diệp Mặc phất tay để Tuyết Nhung Hồ rời đi. Nếu biết người nhân Viên Quan Nam nhận ra hắn cũng không cần tiếp tục lo lắng. Ngược lại là tiện tay mở nhẫn chữ vật của Viên Quan Nam, bên trong rất nhiều linh thảo khoáng thạch. Đây là linh thảo một mình Viên Quan Nam thu thập, còn nhiều hơn linh thảo của mấy người Diệp Mặc cộng lại. Có thể thấy ở đây Tuyết Nhung Hồ giúp nhiệt rất nhiều cho y, khiến Diệp Mặc vui mừng không ngờ là trong chiếc nhẫn Viên Quan Nam tìm được một cái gốc Quý Dương Vô Đàn và một gốc Hổ Huyết Chi. Đối với Quý Vương Dương Vô Đàn, chỉ một gốc, Diệp Mặc nghĩ nhanh đến một gốc khác hẳn ở trên người Văn Thái Y. Nhưng hắn có một cái đôi Quý Dương Vô Đàn rồi, một gốc với hắn cũng là được. Hai loại dược liệu này chính là linh thảo chính để luyện chế Hư Lạc Đan. Nếu như có thể lấy được một quả hư tử, vậy hắn lập tức là luyện chế được Hư Lạc Đan. Đối với Diệp Mặc mà nói, hiện tại mới là Nguyên Anh tầng 4, thế nhưng hắn là cần chuẩn bị tốt Hư Lạc Đan, không thể đợi đến Nguyên Anh tầng 9 đi tìm tài liệu Hư Lạc Đan. Như vậy với hắn mà nói là không thể được. Hắn hiện tại chính là muốn tốc độ tu luyện của mình nhanh một chút, sau đó là nhanh hơn nữa. Một chút thời gian cũng không muốn trì hoãn. Thu hồi một số linh thảo và sắp xếp toàn bộ tài liệu, sau khi có thể để vào thế giới trang vàng, Diệp Mặc cầm cái đại đỉnh tám cực khiến hắn nhìn không thấu. Về phần thanh cổ kích, Diệp Mặc không để ý, hắn không thích pháp bảo như vậy. Hơn nữa cổ kích này hắn cũng không có cách nào dùng, chỉ có thể tìm cơ hội bán đi còn hơn. Đại đỉnh tám cực của Viên Quan Nam hiển nhiên chưa hề được luyện hóa, ý chỉ là để lại ký hiệu thần thức. Thần thức của Diệp Mặc cũng xâm nhập đến đại đỉnh tám cực, lập tức cảm nhận ký hiệu thần thức Viên Quan Nam lưu lại, khiến Diệp Mặc kinh ngạc là ký hiệu thần thức Viên Quan Nam có thời gian không dài. Nói cách khác, thời gian mà Viên Quan Nam chiếm được đại đỉnh này cũng không dài. Diệp Mặc lần nữa cảm nhận một chút, phát hiện thời gian Viên Quan Nam lấy được đại đỉnh tuyệt không vượt quá một tháng. Nói cách khác, đại đỉnh tám cực này là Viên Quan Nam lấy được ở cấm địa Vẫn Chân. Vận khí gã này quả là nghịch thiên. Hắn biết cấm địa Vẫn Chân có Khổ Trúc lại tốn thời gian hơn một tháng, nhiều lần trải qua trăm cay ngàn đắng mới là lấy được Khổ Trúc, còn Viên Quan Nam này chỉ là im hơi lặng tiếng lấy được đại đỉnh tám cực. Hắn cũng biết đại đỉnh này không tầm thường, thậm chí không thể kém hơn được Cửu Thái Liên. Diệp Mặc lập tức xóa dấu hiệu thần thức của Viên Quan Nam, bắt đầu thử luyện hóa đại đỉnh tám cực. Thế nhưng mà mất 2 ngày cũng chỉ luyện hóa được cấm chế tầng thứ nhất. Hắn thật giống như không biết đại đỉnh tám cực lại tốt rốt cuộc bao nhiêu tầng cấm chế. Thế nào là giống thần nông đỉnh quán. Diệp Mặc hiện tại tuy rằng hoàn toàn có thể thuận buồm xuôi gió sử dụng thần nông đỉnh, thế nhưng mà hắn cuối cùng là cảm thấy thần nông đỉnh và chưa được luyện hóa toàn bộ. Chỉ là cho dù hắn luyện hóa thế nào cũng không có manh mối. Sau 2 ngày, Diệp Mặc là cảm giác sự kiểm soát của hắn đối với đại đỉnh tám cực lại tốt hơn so với Viên Quan Nam. Dù sao hắn luyện hóa tầng cấm chế thứ nhất, còn Viên Quan Nam lúc đầu chỉ là để lại ký hiệu thần thức. Ngày thứ 3, Diệp Mặc không có tiếp tục ở trong thế giới trang vàng mà đi tìm kiếm linh thảo xung quanh. Tầng thứ 6 ở Vẫn Chân Điện, tuy rằng linh thảo không nhiều như tầng thứ 5, thế nhưng mà đẳng cấp cao hơn một cấp bậc. Liên tục 2 ngày, Diệp Mặc chiếm được hơn 10 gốc linh thảo cấp 6, còn tìm được mấy cái gốc linh dược cấp 7, cũng là thu nhặt được mười mấy cái miếng yêu đan. Thế nhưng mà phần lớn yêu đan cấp 6, về phần yêu thú cấp 7 khi gặp, Diệp Mặc xoay người đi. Chỉ cần không chọc yêu thú cấp 7, tình huống bình thường yêu thú cấp 7 khẳng định không chọc theo A. Giống như ở tầng 5 Vẫn Chân Điện, yêu thú cấp 7 cũng không nhiều.
Ngày thứ năm, Diệp Mặc chuẩn bị thu thập linh thảo tới cửa thang đá vào tầng thứ 7, tìm cảnh anh Ly. Khi mà hắn còn chưa tới cửa thang đá, cảm thấy từng đợt linh khí chập chờn trong không gian, rất nhanh thấy cảnh anh Ly tóc tai bù xù vọt về phía hắn. Cảnh anh Ly thấy Diệp Mặc, mắt cũng mừng, không có mừng rỡ mà chỉ khẩn thiết nói với Diệp Mặc, nhanh trốn lên tầng 7. Một cái con yêu thú cấp 7 lôi báo đang đuổi tới phía sau. Lôi báo, lòng Diệp Mặc cả kinh, coi như lực công kích lôi báo đẳng cấp cấp 6 cũng là tiếp cận hư thần sơ kỳ, huống chi lôi báo này lên cấp 7. Tu sĩ bình thường gặp lôi báo, loại yêu thú này không ngừng phun ra tia chớp, giống như lôi kiếp vô tận. Thế nhưng người khác sợ lôi báo, Diệp Mặc lại không sợ. Hắn không sợ nhất là yêu thú công kích lôi hệ hoặc là tu sĩ. Lúc đầu hắn thăng cấp nguyên anh trải qua cửu cửu lôi kiếp, thế nhưng bình an vô sự. Không lâu sau hắn ở thế giới sơn bị tia chớp đen đánh, cuối cùng bình an vô sự, một con lôi báo chưa đến tầng 7. Hắn ắt không sợ. Chạy mau đi. Cái anh Ly thấy Diệp Mặc không đi, trái lại là lấy ra mấy cái trận bản vứt trên đất, lo lắng kêu. Anh cho rằng một số trận bản vọng ngự cấp 3 của anh có thể cản được lôi báo sao? Đừng nắm mơ, không kịp nữa rồi. Sau khi cảnh anh Ly nói tới bốn chữ không kịp nữa rồi, một cái luồng chớp màu tím nháy mắt đã phóng tới trước mặt Diệp Mặc cùng cạnh anh Ly. Diệp Mặc không để ý đến cạnh anh Ly, tiện tay phóng tử đao ra. Không đợi lôi báo phun ra, tia chớp tử đao của hắn đã được phóng ra, đồng thời rất nhiều ánh đao màu tím giống như là tiên nữ giải hoa được bổ phía sau. Sau khi Diệp Mặc bổ huyễn vân phân liệt đao, còn nói: hộ giáp của tôi vừa bị phá, lôi báo này đúng là tặng hộ giáp cho tôi rồi. Ra lôi báo đẳng cấp 6, vô tình gặp luyện khí sư giỏi, hoàn toàn có thể luyện chế ra hộ giáp chân khí tứ phẩm, hơn nữa chắc chắn không gì sánh. Huống chi là trước mắt có lôi báo cấp 7 sơ kỳ, coi như là luyện chế chân khí trung phẩm không phải là không có khả năng. Ra lôi báo làm hộ giáp đối với Diệp Mặc mà nói là còn hơn hộ giáp bình thường, càng làm cho hắn thỏa mãn. Gã điên. Cánh Ly thầm mắng Diệp Mặc một câu, không thể làm gì khác là phóng ra pháp bảo. Cô là nguyên anh tầng 9 cũng không phải đối thủ của lôi báo cấp 7. Diệp Mặc chỉ là nguyên anh tầng 4 tuy lợi hại nhưng tuyệt không phải đối thủ lôi báo. Lúc này cô rốt cuộc hiểu vì sao gã này sau khi giết Điền Ngạo Phong lại giết Viên Quan Nam. Đây căn bản là một gã điên ngu xuẩn khó bảo. Yêu thú cấp 7 sơ kỳ tương đương là hư thần sơ kỳ. Gã nguyên anh tầng 4 này vẻ mặt đầy hưng phấn còn dám nói cái gì hộ giáp. Nếu như là yêu thú cấp 7 khác, Diệp Mặc nhất định bỏ chạy thật xa. Thế nhưng lôi báo này khiến cho hắn thực sự động tâm. Bởi năng lực công kích của lôi báo chỉ là tia sét, còn có lôi cầu, thế nhưng mà hắn không sợ sét. Lôi báo vừa đuổi tới không ngờ là còn hai con kiến nguyên anh cũng dám cản trở, nó cái rít cào, mồm phun ra mấy cái lôi cầu. Sau khi phun ra mấy cái lôi cầu, không gian xung quanh từng trận kích động. Diệp Mặc cảm giác từ đao của hắn giống như là muốn tuột khỏi tay. Mấy cái đào màu tím mà hắn bổ chúng một kích lôi cầu, lập tức là như lồng ngỗng bay lượn không trung lao đảo biến mất. Diệp Mặc kinh ngãi biết sự lợi hại của yêu thú cấp 7, không ngờ lợi hại đến thế. Lúc này chưa bắt đầu mà hắn hoàn toàn thất thế. Nếu hắn không phóng ra một đao trước, nó không chừng không có khả năng charon. Giữa khắc này Diệp Mặc mới hiểu cái gì là yêu thú cấp 7. Thế nhưng mấy cái tia chớp màu tím là xông tới Diệp Mặc. Chương 1070, trận đánh điên cuồng. Không chỉ như thế, lôi cầu khi phóng tới đã về quanh khắp người Diệp Mặc, khiến thân hình của hắn trở nên chậm chạp. Nếu như đổi thành bình thường, Diệp Mặc lúc này chỉ có thể thu hồi tử đao ngăn cản, coi như vậy cũng nhất định bị thương nặng. Lúc này Diệp Mặc mới hoàn toàn hiểu, coi như hắn không sợ sét, không sợ thủ đoạn công kích của lôi báo, yêu thú cấp 7 cũng không cầm chân được hắn. Cũng may Diệp Mặc có đại đỉnh tám cực, cùng lúc lôi cầu phóng tới trước mặt, đại đỉnh tám cực của Diệp Mặc phóng ra. Sau khi đại đỉnh được phóng ra, lập tức là xoay tròn quanh người Diệp Mặc, đồng thời mang theo một cái luồng đỉnh anh dũng bao quanh Diệp Mặc. Bành bành bành, mấy cái lôi cầu va chạm vào đại đỉnh Diệp Mặc, tia sét văng khắp nơi, không ngừng phát ra tiếng nổ mạnh, không giống tia sét khi chưa đổ mưa. Điểm khác chính là tia sét này phát ra một cái luồng lại lối tiếp một luồng. Phụt phụt, tuy rằng đại đỉnh chặn được mấy cái lôi cầu, thế nhưng Diệp Mặc bị mấy cái lôi cầu va đập dữ dội, phun mấy ngụm máu tươi. Cảnh anh Ly đang kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Mặc, cô thực không ngờ một mình Diệp Mặc đã chặn được công kích đầy phẫn nộ của lôi báo. Lần này làm cho cô chắc là cũng không chặn được. Gã nguyên anh tầng 4 này tuy có chút điên cuồng, thế nhưng mà không đơn giản. Thế nhưng lúc này gã là đang bị trọng thương rõ ràng. Hắn chính là làm liều lại điên rồ. Chỉ có cái đỉnh tám cực của hắn ngược lại lại dị bảo. Chỉ là gã tu sĩ tên là Diệp Mặc này chưa hoàn toàn luyện hóa. Một đại đỉnh chưa hoàn toàn luyện hóa cũng cản trở được công kích vẫn nộ lôi báo. Nếu hoàn toàn luyện hóa đại đỉnh tám cực, nó không chừng thực có thể xử lý con lôi báo. Lôi cầu mà lôi báo phát ra không ngờ bị một con kiến
Nguyên Anh Tầng bốn trận lập tức phát ra tiếng gầm rú rung trời đất, lần nữa há miệng phun ra hàng chục tia sét hình cung. Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm, tia sét hình cung này mặc dù nhiều thế nhưng mà trái lại không có lực uy hiếp bằng lôi cầu vừa nãy. Hắn vội vã luốt mấy cái viên đan dược để chữa thương, lần nữa phóng từ đao. Huyễn Vân phần nhiệt đao, Huyễn Vân hình ý đao, Huyễn Vân trận sát đao. Lần đầu tiên Diệp Mặc trong thời gian ngắn bổ ra ba đao. Rất nhiên ánh đao màu tím lại lần nữa kích động phóng ra. Một cái ánh đao màu tím giống như có linh tính hình thành từng trận kỳ vây quanh yêu thú. Cánh đi thế, Huyễn Vân đao pháp của Diệp Mặc, cô đứng ngẩn người không ngờ có đao pháp sực sỡ lóa mắt như vậy. Không ngờ có thủ đoạn là dùng đao quang khống chế kinh khủng như vậy, đây là đao kỹ gì? Nhưng mà đã có đao kỹ lợi hại như vậy, đao khí khi phóng ra vì sao không chặn số xét hình cung còn là công kích lôi bão? Tuy cảnh anh Ly không biết Diệp Mặc sao làm vậy, thế nhưng cô biết cô không thể chỉ đứng nhìn không làm gì. Cô bởi huýt sáo một tiếng, một ống sáo bạch ngọc xuất hiện trên tay của cô. Khi cô vắt tay, ống sáo kia phóng tới mang theo là ánh sáng sao băng đập tới lôi bão. Khi Diệp Mặc chú ý ống sáo, lập tức cảm thấy ống sáo này chính là một cái chân khí thứ phẩm. Ống sáo còn chợt va chạm lôi bão, mấy cái lỗ sáo đã phát ra từng cái tiếng rít, coi như là cái tiếng rít đó không phải nhắm vào Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng cảm thấy chân nguyên của hắn từng đợt buông lỏng, hơn nữa là thần thức từng đợt lộn xộn. Tiếng sáo thực lợi hại. Diệp Mặc lúc này mới nhớ tới lúc trước ở thang đá từng nghe thấy tiếng thét không phải là của cảnh anh Ly phát ra mà là do ống sáo của ta phát ra. Ống sáo bạch ngọc kia không phải nhắm vào Diệp Mặc. Diệp Mặc cảm thấy khó chịu, hướng chỉ là ống sáo đặc biệt nhắm tới lôi báo. Tia sét hình cung mà lôi báo phun ra vừa nãy đánh tan hai cái ánh đào tím trước người Diệp Mặc đã bị tiếng sáo ảnh hưởng tới, hai con mắt của nó lập tức đỏ rực, không ngừng gào rít. Rất nhiều tia sét hình cung là xen lẫn với lôi cầu trực tiếp đánh về phía Diệp Mặc cùng cảnh anh Ly. Cánh Ly bị mấy cái tia sét hình cung đánh mạnh đã phun ra mấy cái ngụm máu tươi, đồng thời bay ngược ra ngoài. Cô thấy mấy cái tia sét hình cung công kích Diệp Mặc còn nhiều hơn mấy cái tia sét tấn công cô, lập tức lòng thầm than. Gã Diệp Mặc này nhất định chết, vốn đang trông cậy hắn cùng nhau đối phó với thang đá tầng 7, xem ra cô phải tự nghĩ cách. Trong lúc cảnh Ly đang định chạy trốn, lại nghe tiếng thét dài của Diệp Mặc, đồng thời vươn tay không ngừng đánh ra thủ quyết, khiến cảnh anh Ly khiếp sợ là tia sét hình cung chỉ đánh ngờ người Diệp Mặc, chỉ là khiến cho hộ giáp của y phá vỡ, có lẽ cũng là làm cho hắn bị thương nhẹ. Thế nhưng vết thương này thậm chí không bằng cái mấy lôi cầu vừa nãy đánh. Mà cô ngược lại là cảm thấy khí thế Diệp Mặc tựa hồ tăng lên. Cánh Ni không thể hiểu Diệp Mặc gã không chỉ là không sợ tia sét hình cung của lôi báo công kích, hơn nữa một lần công kích là một lần khí thế hắn tăng lên, dường như mỗi lần công kích hắn tu vị thăng cấp. Đây quả thực không đơn giản, cô thực sự nghĩ không ra. Thế nhưng mà lúc này cô cũng biết không nên suy nghĩ mấy thứ này. Cô có chút sáng tỏ, thằng nào Diệp Mặc không sợ lôi báo, hóa ra là căn bản coi nhẹ tia sét hình cung mà lôi báo công kích. Hơn nữa còn là có đại đỉnh tám cực, nó không chừng thực đúng có thể đánh bại lôi bão. Sau khi hiểu rõ đạo lý, cảnh Ly không muốn trốn, mà lần nữa phóng ống sáo bạch ngọc, cố gắng ném tới lôi bão. Đồng thời trước người cũng dựng tới cái lá chắn vòm tròn. Trong mắt cảnh Ly, Diệp Mặc dường như là chiếm ưu thế. Thế nhưng Diệp Mặc có lỗi khổ không nói ra, tia sét hình cung là lôi bão công kích, một chút không bằng tia sét đen của thế giới sơn. May mà bị hắn là bị tia sét của thế giới sơn đánh qua bằng không. Đợt thứ hai là chịu không nổi. Thảo nào cảnh Ly sợ con lôi báo này tới vậy, nó thực sự có thể giết cảnh Ly dễ dàng. Nếu như không có đại đỉnh tám cực lúc này, Diệp Mặc nhất định bỏ chạy, cào chạy xa bay. Thế nhưng có đại đỉnh, tùy hắn bị trọng thương thế nhưng mà cảm thấy có cơ hội phản kích. Mấy cái lôi cầu lần nữa đánh vào đại đỉnh Diệp Mặc. Diệp Mặc lại phun máu tươi nhưng mà Huyễn Vân trận sa đao của hắn là phát huy uy lực. Càng ngày càng nhiều đao màu tím vây chặt lôi báo. Tia sét hình cùng lôi báo phóng ra càng lúc càng hỗn độn, chỉ có thể rít gào không ngớt. Sau khi cảnh Ly lần nữa phóng ra tiếng sáo, cả người lôi báo như là phát run rẩy, từng đợt khó chịu, đột nhiên nó điên cuồng hét mấy tiếng, một lần nữa phun ra hàng chục lôi cầu. Hơn hàng chục lôi cầu được phun ra, tiếng nổ vang lên, thậm chí làm ra đầu Diệp Mặc ngứa ran. Rất nhiều ánh đao màu tím vừa nãy là trói chặt lôi báo, trong nháy mắt bị lôi cầu phá tan biến thành pháo hoa rực rỡ tiêu tán mất. Vốn ánh đao màu tím của Diệp Mặc cấu thành khốn trận tứ sắc, trong nháy mắt trở thành lộn xộn kinh khủng, cuối cùng bật âm vô tín. Thế Diệp Mặc cũng không thể kiểm soát được những cái đao quang đó. Diệp Mặc đã không có kịp lo việc cảnh anh Ly hỗ trợ thêm là phiền hay là tiêu hao chân nguyên của lôi báo, bởi vì ngoại trừ một số tia sét hình cung ra, mười mấy cái lôi cầu đã lần lượt đánh vào đại đỉnh tám cực quán. Lôi cầu này lúc này còn chưa nhiều như vậy, Diệp Mặc là phun ra máu và lội thương. Nếu lôi cầu càng nhiều hơn, Diệp Mặc nhất định bị thương nặng. Cũng là bất chấp đạo trận trước đó, Diệp Mặc thu hồi tử đao, vận chuyển chân nguyên toàn thân bổ một đao. Tử đao trong tay Diệp Mặc tuột ra, lập tức là biến thành cầu vồng màu tím dài mấy thước. Bành bành bành.
Tử đao và mấy cái tia lôi cầu va chạm tại chỗ, phát sinh ra từng cái đợt tiếng vang nặng nề đánh nhau trong không trung. Lôi cầu và đao quang đang kích động xung quanh, thậm chí ngay cả không khí xung quanh cũng bị tiếng nổ đùng đùng làm rung chuyển. Lôi cầu mà chưa bị tử đao ngăn cản, lần nữa đánh vào đại đỉnh tám cực của Diệp Mặc. Diệp Mặc phun máu tươi, mặt tái nhợt. Diệp Mặc khẳng định từ lúc hắn xuất hiện tới giờ là chưa từng trải qua trận đánh nào thê thảm tới vậy, cũng chưa từng trải qua trận nào có sức mạnh ngang ngửa đến vậy. Tuy rằng vì liên tiếp bị đánh đến hộc máu, sắc mặt Diệp Mặc trở nên tái nhợt thế, nhưng mà lúc này hắn không còn kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bởi hắn rõ ràng cảm thấy lôi cầu lần này sức mạnh không lớn như trước. Nói cách khác, lôi báo dưới sự liên kết của hắn và cạnh ly đã bị thương nguyên khí. Có lẽ coi như là lôi báo không có trị thương thế, nhưng mà chân nguyên của nó bị tiêu hao quá nhiều. Diệp Mặc lần nữa bổ ra Huyễn Vân trận sát đạo, đồng thời ra hiệu cho cảnh ly tiếp tục công kích lôi báo. Chỉ coi như phí sức, hắn cũng muốn giết chết yêu thú này. Cảnh ly thấy Diệp Mặc lần nữa bị đánh hộc máu, lòng là không khỏi bội phục, gã này có sức bền thật lâu. Tu sĩ bình thường bị đánh như vậy nói không chừng sớm chuẩn bị chạy trốn, mà hắn thì là thần sắc càng ngày càng đánh càng tái nhợt, thế nhưng mà ý chí chiến đấu càng ngày càng cao. Quả thật là gã quái thai. Thấy Diệp Mặc một lần nữa là dùng đao quang chặn lôi báo. Cảnh ly không nói gì, chiêu này hiển nhiên là không thể thực hiện được. Thế nhưng Diệp Mặc tựa hồ không có biện pháp nào tốt hơn. Hiện tại cô tới là giúp đỡ. Nếu Diệp Mặc phải đánh như vậy, hắn không sợ phun máu sao cô phải sợ? Cảnh ly phóng ra ống tiêu tới đánh nén lôi báo. Lúc này là đầy tiếng sáo phát ra chói vang rội. Nghe thấy cái tiếng sáo chói vang của cảnh anh, hai mắt lồi báo rực rỡ lên, khiến cả anh Lê kinh ngạc. Lúc này đây Diệp Mặc cũng không có tiếp tục dùng thái đao trong tay tập kích lồi báo, trái lại liên tục xuất trận kỳ. Các lẽ ngay cả trận pháp cũng có thể bố trí. Cả anh Lê sừng sốt chằm chằm nhìn Diệp Mặc, lòng thầm giật mình, đồng thời âm thầm không nói được gì. Với tuổi của Diệp Mặc còn chưa tới 100 tuổi, dưới sự hấp dẫn bảy trí bố trận, nhiều nhất là trận pháp cấp 3. Một cái trận pháp cấp 3 đối với lồi báo, cảnh anh Lê không thể không cho rằng Diệp Mặc gã này điên. Theo lý thuyết, trận đào màu tím của hắn là hữu dụng đối với lồi báo hơn. Hắn nên là trước tiên oanh kích lôi báo, không phải là bố trí trận pháp, bởi vì công kích của lôi báo trận đào quang kia của hắn căn bản kiên trì không được lâu. Tự hồ là nghiệm chứng suy đoán của cảnh anh ly, sau một khắc trận ánh đào màu tím của Diệp Mặc lần nữa bị tán loạn dưới lôi cầu của lôi báo, mà lúc này đại định đã cục. Lại là lần nữa Diệp Mặc bị một cái lôi cầu đánh trúng, đồng thời cũng phun ra một cái ngụm máu tươi, sắc mặt càng tái nhợt. Chương 1071, tia sét màu đen. Cảnh anh ni nhìn bộ dáng liều mạng như vây của Diệp Mặc là lắc đầu không nói gì, nhưng cũng không có chạy trốn. Cô tin khi Diệp Mặc bị lôi báo đánh chết, cô vẫn có cơ hội chạy trốn. Cảnh anh ni lần này là không có lề tình, ống sáo bạch ngọc trong tay cô khi được dùng chân nguyên khởi dậy, lập tức bắn ra mấy cái mũi tên bằng âm thanh. Mấy cái mũi tên âm thanh này giống như là mũi tên thật, thậm chí biến thành màn sương màu trắng, hơn nữa tốc độ nhanh vô cùng. Những cái mũi tên âm thanh này trực tiếp xuyên qua đao quang trận vừa bị lôi báo đánh tan, bắn trúng lôi báo. Lôi báo bị mũi tên thanh âm này của cạnh anh ly bắn trúng, bỗng là đờ đẫn một chút. Ngay lập tức Diệp Mặc liền lấy ra tử đao bổ ra Huyễn Vân trận sát đao. Trận kỳ trong tay của hắn được ném ra ngoài với tốc độ nhanh hơn. Lôi báo lúc này là không có hùng mãnh như lúc trước, thế nhưng mà cạnh anh ly hiểu rõ, cho dù là lôi báo đứng bất động, bọn họ công kích cũng không thể giết nó trong chốc nát. Cô thật nghĩ không ra vì sao Diệp Mặc nhất định phải giết con lôi báo này. Nếu như lúc này chạy trốn, cạnh anh ly khẳng định lôi báo không có tiếp tục truy giết bọn họ. Thế nhưng đó là ý tưởng của cô. Diệp Mặc bỏ ra nhiều công sức tới vậy, đương nhiên là không có bỏ rời khỏi lúc đây. Dưới sự công kích của ống sáo cạnh anh ly, lôi báo lần nữa là mất nửa nén hương mới phá vỡ được trận đào quang màu tím của Diệp Mặc. Điều khiến cạnh anh ly kinh ngạc là Diệp Mặc lần nữa không có tiếp tục bổ ra đào quang màu tím để vây khốn lôi báo, thậm chí ngay cả đại đỉnh tám cực hắn cũng thu về. Khi cạnh anh ly đang sững sờ, Diệp Mặc đột nhiên kêu lên với cô: "Lùi phía sau." Cảnh ly sau khi nghe lời Diệp Mặc nói lập tức lùi ra sau. Cô còn tưởng Diệp Mặc định chạy,
đang chuẩn bị khinh bỉ hắn một phen, cho tới bây giờ mới chạy trốn, không phải là tự làm tự chịu sao? Chỉ là không đợi cô nói ra điều đó, Diệp Mặc vứt hai tấm trận kỳ, đồng thời là vô số linh thạch đều bị hắn vứt ra. Không gian mới vừa rồi yên bình không có gì, đột nhiên là xuất hiện trận pháp. Điều khác là trận pháp này vây khốn lôi báo. Lôi báo lập tức biết mình bị trận pháp vây khốn rồi, nhất thời lo lắng, lập tức xông tới xung quanh muốn lao khỏi khốn trận. Thế nhưng khốn trận tự hồ là rắn chắc không gì tránh sánh nổi. Lôi báo xoay sở hối lâu là không ra ngoài được. Lôi báo lo lắng lập tức bắt đầu phun ra lôi cầu, muốn dùng lôi cầu phá vỡ trận pháp. Lôi cầu đánh vào phía trên trận pháp khốn trận, nó dường như có hiệu quả lớn. Thế nhưng điều khiến lôi báo thất vọng chính là mỗi khi nó đánh ra, khốn trận sứt mẻ một chút, Diệp Mặc lập tức vứt ra trận kỳ khôi phục. Nhìn lôi báo bên trong khốn trận hùng hổ tìm cách thoát ra, cả anh Lý khép sợ nhìn Diệp Mặc hồi lâu không thể tin. Trong thời gian ngắn như vậy anh bố trí ra khốn trận cấp 5, anh là đại sư trận pháp cấp 5. Nói xong tựa hồ là cảm giác lời mình nói vô nghĩa, Diệp Mặc không phải đại sư trận pháp cấp 5 mà anh bố trí ra trận pháp cấp 5 ư? Cả anh Lý không đợi Diệp Mặc trả lời là lẩm bẩm. Đại sư trận pháp cấp 5 chưa tới 100 tuổi. Hồi lâu sau cô thở dài một tiếng. Tôi cho rằng người thông minh hoặc tư chất tốt hơn tôi dù có cũng không dễ dàng gặp. Không nghĩ tới thế giới này nhiều người thiên tài tới vậy. Chưa tới 100 tuổi là đại sư trận pháp cấp 5, tôi nghĩ anh nhiều nhất là 30-40 tuổi. Diệp Mặc không có trả lời cảnh anh Ly. Vấn đề vườn chó này hắn là không muốn miệt mài theo đuổi. Không chỉ là đại sư trận pháp, nếu như để cạnh anh Ly chỉ là nghề phụ quán, hắn còn có thể có nghề luyện đàn, thậm chí là đàn vương tứ vọng, không biết cạnh anh Ly sợ hãi thế nào. Nếu như để cô ta biết mình là đồng tu bắt hệ, cô ta là buồn bã mà tự sát mất. Sau một nén nhàng, lôi báo hiển nhiên kiệt sức, Diệp Mặc không có bổ tù trận pháp nữa mà giương tay vứt vào trong đó hai tia sét hình cung. Không ngờ anh cũng là tu sĩ lôi hệ. Cạnh anh Ly thấy Diệp Mặc phát ra tia sét hình cung lần nữa hoảng sợ. Tu sĩ lôi hệ cực kỳ ít, hơn nữa sức chiến đấu tu sĩ lôi hệ là cực mạnh, nghĩ không tới Diệp Mặc là tu sĩ lôi hệ. Thế nhưng mà nếu mà Diệp Mặc là tu sĩ lôi hệ, vì sao lúc này mới tấn công bằng tia sét hình cung? Trước đó vì sao hắn không đem tia sét hình cung công kích lôi báo? Chẳng lẽ sợ lôi báo cũng là yêu tú lôi hệ nên sợ, cũng không có sợ tia sét? Không cần nói, cảnh anh Ly thấy Diệp Mặc đem tia sét hình cung ra khiếp sợ như nào, ngay cả bản thân Diệp Mặc khiếp sợ không gì sánh. Lôi hệ chỉ là một hệ mà hắn tu luyện, đồng thời tu luyện 8 hệ, sau này không có công pháp lôi hệ, ngay cả phóng băng hệ hắn cũng có thể thực hiện. Hắn khiếp sợ bởi vì mình đánh ra tia sét hình cung màu đen. Tia sét của anh là màu đen. Cạnh Ly hiển nhiên là phát hiện ra tia sét Diệp Mặc là màu đen. Diệp Mặc khiếp sợ qua đi, lập tức hiểu rõ vừa rồi chuyện gì xảy ra. Hắn là hấp thu lôi nguyên màu đen thế giới sơn, sau khi thì triển 11 lôi kiếm đánh ra tia sét không ngờ cũng là màu đen. Diệp Mặc gật đầu nói, tôi tuy rằng chưa tính là tu sĩ lôi hệ, thế nhưng mà cũng là tu luyện lôi hệ. Anh vừa đánh ra chính là 11 lôi kiếm của Lôi Vân Tông, thế nhưng mà lại có một số điểm bất đồng. Tôi đề nghị anh sau này không nên tùy tiện dùng bộ lôi kỹ công kích này, bằng không hậu hoạn vô cùng khôn lường. Cánh Ly nhận ra Diệp Mặc là dùng 11 lôi kiếm, đồng thời nhắc nhở Diệp Mặc một câu. Lúc này Diệp Mặc trong mắt cô dường như càng ngày càng thân mỹ. Một tu sĩ không có linh căn tinh khiết, không chỉ có tốc độ tu luyện thần tốc, hơn nữa sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ, thậm chí là có pháp thuật lôi hệ công kích. Trước đây cô nói rằng Diệp Mặc dù muốn giết cô cũng giết không nổi, hiện tại cô cũng không dám cho là vậy. Nếu như Diệp Mặc thực là dốc toàn lực đánh nhau với cô, không cần dùng tới cái trận pháp kinh khủng kia, chỉ cần trận pháp đào quang cô là khó phá hủy. Cô cũng không thể so sánh với lôi báo, bị trận pháp vây khốn trong lúc nhất thời là phá không nổi. Mà đối phương là dùng tia sét hình cung màu đen, liên tiếp bị công kích tới vậy. Nếu như cô không kịp thực hiện biện pháp chạy trốn, sẽ bị giết ngay tại chỗ rồi. Cả công nói, người tu sĩ nguyên anh tầng 4 kinh khủng này là một đại sư trận pháp nữa. Khi hắn trưởng thành, hắn là không hề e ngại tông môn 9 cấp. Thật ra không cần cảnh anh Ly nhắc nhở, Diệp Mặc cũng không có dùng 11 lôi kiếm ở trước mặt người khác. Hắn sở dĩ dùng 11 lôi kiếm là bởi vì 11 lôi kiếm lúc này là ảnh hưởng tới xa lôi báo ít nhất. Ngoài ra dù sao cảnh anh Ly biết đến Điển Ngạo Phong là do hắn giết, cũng không cần phải che giấu. Cảnh anh Ly là thông minh tới vậy, đương nhiên Diệp Mặc nghĩ khi dùng 11 lôi kiếm cũng là lấy ra ống sáo giúp Diệp Mặc công kích lôi báo.
Nếu Cảnh Anh Ly không ở chỗ đây, lúc này Diệp Mạc sẽ là nghĩ tới dùng vô ảnh hỗ trợ. Thế nhưng Cảnh Anh Ly ở đây, hắn không cần dùng vô ảnh nữa. Ai biết hắn và Cảnh Anh Ly rốt cuộc đánh nhau hay không, chỉ có nát chủ bài là tốt hơn. Diệp Mạc không biết nếu như hắn không đánh tới một trận này với lôi báo, một khi hắn là Cảnh Anh Ly phát sinh xung đột thực cũng không có khả năng đánh nhau. Thế nhưng bởi vì Cảnh Anh Ly thấy hắn và lôi báo đánh nhau một trận chít trong đây, Cảnh Anh Ly tuyệt đối sẽ không tìm Diệp Mạc đánh nhau. Đáng thương thay cho cái thần yêu thú cấp 7 lôi báo, không ngờ lại bị một cái tu sĩ nguyên anh tầng 4 và một cái tu sĩ nguyên anh tầng 9 giết. Nó bị ống sáo Cảnh Anh Ly công kích căn bản là tự làm lộ yêu đan cũng không cách nào tạo ra, chỉ có thể chu một tiếng trước khi chết. Thấy Diệp Mạc nén chịu trọng thương, dựa vào tu vị nguyên anh tầng 4 giết yêu đàn yêu thú cấp 7 lôi báo, Cảnh Anh Ly không chút bất ngờ. Nếu như mà chuyện này lộ ra tận mắt, cô thấy cô tuyệt không tin nguyên anh tầng 4 là giết một cái lôi báo cấp 7. Diệp Mạc thu hồi trận kỳ, mừng rỡ nhìn lôi báo yêu thú cấp 7 lôi báo nhà Diệp Mạc. Lúc này thấy một cái chân khí hạ phẩm cực tốt, thậm chí là một cái hộ giáp chân khí trung phẩm, tuy rằng bị thương thế nhưng hắn là cảm giác cũng xứng đáng. Khi tôi thấy lôi báo này nó đang đánh nhau với lùi một cái yêu thú cấp 7 khác, tôi vốn định chờ hai yêu thú này đều bị thương, không ngờ độc giác hộ bại trận đảo tẩu mà lôi báo lại phát hiện ra tôi. Không ngờ đem lừa giận chút trên người, tôi đành chạy trốn mày gặp anh. Cánh lý tay Diệp Mạc thu hồi đồ của lôi báo, có chút cảm thán nói. Diệp Mạc nghe xong Cảnh Anh Ly nói xong, nhất thời động tác của mình kinh ngạc nhìn Cảnh Anh Ly nói tiếp. Cô nói lôi báo đánh nhau với chúng ta, trước đó còn đánh nhau với yêu thú khác sao? Cảnh Anh Ly gật đầu. Đúng vậy, bằng không dù anh là dùng trận pháp và đao khí màu tím cũng chưa chắc có thể giết được lôi báo này. Diệp Mạc trầm mặc một chút, hắn tin lời Anh Ly là đúng. Nếu không phải lôi báo trước đó bị tiêu hao sức lực, dù hắn không có hãi sợ lôi kích lôi cầu lại có đỉnh tám cực cũng không thể giết lôi báo, ngoài trừ chạy trốn hắn không có được khác. Bản thân là liên tiếp vượt cấp giết tu sĩ thiên tài, lòng tin tự là bành trướng một ít. Diệp Mạc âm thầm cảnh giác, nếu như cái tình trạng như vậy hắn sớm muộn cũng bị người khác ăn thịt. Đúng rồi, ở kia có cái gốc ứng tự hư tự quả cấp 7, hiện tại lôi báo chết chúng ta nhanh chóng ngắt nó mới đúng. Cảnh Anh Ly thấy Diệp Mạc trầm mặc lập tức nhớ tới mục đích vì sao là cùng lôi báo và độc giác hộ đánh nhau. Được, Diệp Mạc đem toàn bộ ra và gần lôi báo góp lại, lúc này mới lấy yêu đan đưa Cảnh Anh Ly. Cái này cho cô. Cảnh Anh Ly vội từ chối. Giết lôi báo hầu như công lao một mình anh, yêu đan lôi báo là thứ đáng giá nhất trên người lôi báo, tôi không thể nhận. Diệp Mạc mỉm cười nói. Nhưng không có cô một mình tôi không thể giết lôi báo. Hơn nữa tôi chỉ cần ra lôi báo luyện chế bộ hộ giáp. Về phần thứ khác tuy rằng quý nhưng mà tôi không quan tâm. Ngoài ra tôi cần cảm ơn cô cứu tôi một mạng, trả cực kính lại cho cô. Nói xong Diệp Mạc lấy cực kính và yêu đàn đưa Cảnh Anh Ly. Cảnh Anh Ly rất thông minh, lập tức hiểu hàm ý trong lời Diệp Mạc, có cảm giác hắn đã trừ bỏ được hồn ký rồi. Nghĩ tới đây cô nhận lấy cực kính mà Diệp Mạc đưa tới, tiện tay nhìn một chút từ tấm gương. Khi cô thấy Diệp Mạc không có cái bóng, nhất thời chấn động kêu. Không ngờ anh là trừ bỏ hồn ký, làm thế nào anh làm được vậy? Diệp Mạc mỉm cười không có nói gì. Hắn sẽ không nói việc hắn có thiên hòa, loại chuyện này nói ra chẳng phải muốn chết sớm sao? Chương 1072, Đàn Thành. Cảnh Ly xấu hổ cười cười, cô cảm giác mình thất thố rồi.
đối phương xóa hồn ký như thế nào, nếu nói cho cô chẳng phải đem con bài chưa là tự nói với mình. Nhưng mà Cảnh Ly cảm giác Diệp Mặc này là người không đơn giản. Cô gặp nhiều tán tu thiên tài tu sĩ, chính cô là thiên tài trong các thiên tài. Thế nhưng chẳng bao giờ gặp một tu sĩ nào giống Diệp Mặc, cho cô cảm giác khó hiểu mà biết được lòng người. Cảnh anh Ly lần nữa là dẫn Diệp Mặc tới một nơi rất xa. Diệp Mặc nhìn thấy một cái gốc ứng hư tử quả, sau khi chín lá vàng ngoài trong đỏ, không chỉ là một loại linh quả cấp 7, hơn nữa khi mà ăn có vị rất ngọt. Tuy rằng Diệp Mặc chưa từng ăn nó, thế nhưng trong cuốn sách vật viết rõ như vậy. Thế nhưng nếu không phải là người điên, tuyệt đối là không dùng ứng hư tử quả để ăn. Ở tu chân giới, một cái quả ứng hư tử quả dù hơn 10 triệu linh thạch cũng mua không nổi. Sao có người giàu có xa xỉ đến dùng ứng hư tử quả để làm trái cây? Thế nhưng Diệp Mặc lại thực sự có ý nghĩ này, hắn muốn đem cái cây này bỏ vào thế giới trang vàng, sau đó làm đồ ăn cho ức mặc. Ở đây tổng cộng là 20 quả ứng hư tử quả, chúng ta mỗi người 10 quả, anh xem thế có được không? Cảnh Ly nhìn Diệp Mặc hỏi, nếu như là lúc trước đánh nhau với Lôi Báo, Cảnh Ly là tuyệt đối không hỏi lời này. Thế nhưng hiện tại cô phải trưng cầu ý kiến Diệp Mặc. Diệp Mặc gật đầu, vậy cũng được, cô hái trước đi, còn lại dành cho tôi. Được, Cảnh Ly là liền nhanh phi thân tiến tới 20 quả ứng hư tử quả, lần nữa rơi xuống. Diệp Mặc vừa định nhặt ứng hư tử quả, thần thức cảm nhận cái tu sĩ đang bay tới về phía bọn họ, tốc độ rất nhanh. Diệp Mặc nhìn vẻ mặt tu sĩ biết y cũng đang muốn lấy ứng hư tử quả. Diệp Mặc cười lạnh, trực tiếp lấy phi kiếm vận chuyển chân nguyên đem cái cây ứng hư tử quả, ngay cả đất cũng đảo lên. Khoan đã, khi Diệp Mặc đào ứng hư tử quả, cái thanh âm kia xuất hiện bên tai Diệp Mặc và Cảnh Anh Ly. Diệp Mặc vừa không nghe thấy, trực tiếp đem ứng hư tử quả bỏ vào thế giới trang vàng. Loại cây quý như thế này tới tay bảo hắn dừng lại, não tên này bị hỏng rồi sao? Cảnh Ly tuy nghe lời tu sĩ kia nói nhưng mà không để trong lòng. Tên biến thái Diệp Mặc ngay cả yêu thú cấp 7 cũng có thể giết, chỉ cần người tới không phải tu sĩ hư thần, cô và Diệp Mặc không cần lo lắng. Cô là kinh dị, chính là Diệp Mặc biến thái như vậy, không ngờ ngay cả cây ứng hư tử quả cũng đảo lên. Tốt xấu gì cũng để lại cho người đến sau một chút chứ. Sư muội Anh Ly, người tu sĩ tuy rằng thần sắc không vui vẫn bắt chuyện chào hỏi với Cảnh Anh Ly một tiếng. Cảnh Ly lúc này thấy rõ người kia là người cô quen, không thể làm khác mà đáp lời. Thì ra là Tề Lâm sư huynh thần phòng cốc. Anh Tề Lâm tới đây một mình sao? Tề Lâm sắc mặt không tốt, nhìn nhàn nhạt lướt Diệp Mặc rồi mới nói, đúng vậy, anh và sư muội lạc nhau, trước đây đi ngang qua chỗ này thấy một cái gốc ứng hư tử quả, không ngờ sư muội lại tới trước một bước. Diệp Mặc nhìn hình dáng Tề Lâm còn có đẹp hơn con gái, lòng hắn thầm khinh bỉ. Người này biết rõ ứng hư tử quả bị mình và Cảnh Anh Ly chia nhau, còn nói ra như vậy lẽ nào là muốn mình chia ứng hư tử quả? Nếu gã nghĩ vậy, vậy chỉ có thể nói người này đang nằm mơ. Đồng thời Diệp Mặc hiểu ý tứ trong lời Cảnh Anh Ly, cô này đang nhắc nhở hắn, Tề Lâm là người tông môn 9 sao thần phòng cốc, để mình không nên làm sang bậy. Tề sư huynh, chúng tôi là cáo từ trước. Tề Lâm thấy Cảnh Ly muốn đi vội nói, chờ chút, sư muội Cảnh Ly, người này là ai? Cảnh Ly vội vã nói, đây là đệ tử nội môn Huyền Âm các chúng tôi. Cha tôi phái 3 đệ tử nội môn tới Vẫn Âm, Vẫn Trần Điện bảo hộ, thế nhưng hiện tại chỉ mình hắn. Nét sang vẻ mặt Cảnh Ly buồn bã, Tề Lâm không thể nhắc tới cái chuyện ứng hư tử quả nữa. Dù sao Huyền Âm các là tông môn 9 sao, ứng hư tử quả là do người ta tới trước lấy được, dựa vào cái gì mà cho mình? Nếu như Diệp Mặc không phải người Huyền Âm các, nói không chừng gã có thể cưỡng chế đoạt về một ít. Tề Lâm chỉ là mở mắt trừng trừng nhìn Diệp Mặc cùng Cảnh Anh Ly rời đi, chỉ là ánh mắt gã nhìn phía Diệp Mặc không thấy thiện cảm. Trong mắt gã, dù là Diệp Mặc là người bảo vệ của Cảnh Anh Ly, nhưng gã là đệ tử lòng cốt tông môn 9 sao, hắn cũng nên xuất ra mấy cái quả ứng hư tử chứ. Cho đến khi mà đi thật xa, Diệp Mặc mới nghi ngờ hỏi, Cảnh sư tỷ, tông môn của cô thực sự phái có vài người bảo hộ, bọn họ là đều bị chết sao? Cảnh Ly hiểu lời Diệp Mặc, giọng cô có chút lạc lõng. Đúng vậy, mấy người kia đều là đệ tử nội môn mà cha tôi phái tới, bọn họ sau khi tiến vào cấm địa vẫn chân không thấy đi ra. Tôi thực là muốn nói cho anh biết, nếu như anh đi ra bên ngoài mà không có thân phận, có thể sử dụng thân phận một người trong 3 người họ, tôi có thể giúp anh làm chứng, coi như là thù lao anh giúp tôi. Diệp Mặc cảm thấy cô ta dường như không có buồn bã vì 3 gã đi cùng bị chết, tựa hồ là chỉ chú ý tới 3 người đó là ra do cha cô phái đi.
Hắn muốn hỏi tổng phái mấy người đi theo bảo hộ cô ta, mà cô lại là lần nữa nhấn mạnh người mà cha cô phái đi theo, thậm chí ngữ khí là cực kỳ mất mát. Diệp Mặc lắc đầu, cảm giác mối quan hệ bên trong giữa những cái môn phái này quá sâu, căn bản hắn không thể hiểu. Hắn đến việc cảnh anh Ly choán một cái thân phận cảm kích, nói cảm ơn một tiếng. Từ bây giờ đều là khi ra ngoài, tên của anh là Tịch Phỉ. Chờ khi rời khỏi đây, anh có thể tự mình đổi một cái tên khác. Tôi sẽ nói rằng anh không nghe lời tôi đã giết anh. Cảnh Ly hờ hững nói. Nghe xong lời này, Diệp Mặc càng hiểu rõ ba cái hộ vệ không chỉ đơn giản là bảo vệ cảnh anh Ly. Hắn gật đầu không có nói tiếp, hỏi tại sao loại chuyện này không quan hệ tới hắn. Với hắn mà nói, chỉ cần là bình an rời khỏi Vẫn Trần Điện là chuyện thắng lợi rồi. Vẫn Trầm mặc đã lâu, cạnh anh Ly lúc này tiếp tục nói. Cái tên Tề Lâm kia là đệ tử Nòng Cốt Thần Phong Cốc, tu vị là Nguyên Anh tầng 9, đứng thứ 17 trên bia đề danh Nguyên Anh. Sau này nếu anh gặp phải gã phải cẩn thận một chút. Diệp Mặc gật đầu, gã đó đứng thứ 17 trên bia đề danh Nguyên Anh, hắn hiện tại chưa chắc là đối thủ của gã. Tu sĩ không thể so với yêu thú, lời báo tuy rằng là cấp 7 thế nhưng mà linh trí chưa mở, còn kém tu sĩ hư thần. Thế nhưng nếu mà linh trí đôi báo mở ra, cho dù là tu sĩ hư thần sơ kỳ cũng không phải là đối thủ của nó. Cho nên dưới cái tình huống bình thường, tu sĩ thừa định đánh không lại yêu thú cấp 9. Bởi vì yêu thú đại cấp 9 cơ bản là hoàn toàn mở linh trí, bắt đầu tiến hóa. Sau này khi rời Vẫn Chưa Điện, anh có dự định gì không? Bởi vì Diệp Mặc biểu hiện hùng mạnh hơn nữa, hắn là đại sư trận pháp cấp 5, khiến cảnh anh Lý có chút suy nghĩ lợi dụng lẫn nhau với Diệp Mặc như trước nữa. Thậm chí là sản sinh một lần giúp Diệp Mặc nó không chừng sao có, báo đáp. Cảnh anh Lý là loại phụ nữ thông minh tuyệt đỉnh, hiển nhiên thấy được Diệp Mặc có tiềm lực lớn. Đối với cô mà nói, loại người như Diệp Mặc người nào cũng có thể hắn giết, tốt nhất không nên đắc tội. Diệp Mặc trầm mặc trong chốc lát, ý nghĩ của hắn về Mạc Nguyệt Chi Thành trước đó, sau khi đem Mạc Nguyệt Chi Thành giao hứa xương các về trong năm, hắn là tìm một chỗ đại sư luyện khí giúp hắn luyện chế ra một cái bộ giáp lôi báo, sau đó là chú tâm vào việc thăng cấp hư thần. Tôi muốn đi tìm đại sư luyện khí đem ra lôi báo này luyện thành một bộ hộ giáp. Diệp Mặc không nói gì về Mạc Nguyệt Chi Thành. Với hắn mà nói, cạnh anh Ni tuy rằng không ác ý nhưng mà hắn khẳng định cũng không định kết giao bạn bè. Cảnh anh Ni là trầm ngâm lát sau mới nói tiếp. Tôi có quen biết một cái tông sư luyện khí, đợi lát nữa tôi đưa địa chỉ ông ta nói cho anh biết, anh có thể tìm tới, còn có một việc. Do dự hồi lâu, cạnh anh Ni nói tiếp. Tuy rằng việc anh giết Phiền Quan Nam và Điền Ngạo Phong không bị tiết lộ ra ngoài, thế nhưng mà kiến nghị anh tìm một chỗ dựa vững chắc như Lôi Vân Tông và Vũ Cực Phái, hai phái này chín sao nội tình quá thâm hậu, thậm chí chút lơ đãng cũng có thể khiến bọn họ trà ra được anh, cho nên nhanh chóng mới là còn được đúng đắn. Diệp Mặc sao không biết lời cạnh anh Ly có đạo lý. Trước đây cạnh anh Ly từ một cái câu nói của hắn biết Điền Ngạo Phong doán giết, hắn cảm giác việc mình giết Điền Ngạo Phong và Viên Quan Nam tựa hồ là không có thể giấu giếm được mãi. Thế nhưng mà Lôi Vân Tông và Vũ Cực Tông là tông môn 9 sao, chính mình là tu sĩ Nguyên Anh tầng 4 sao mà đối đầu được. Tự hồ biết Diệp Mặc nghĩ gì, cạnh anh Ly nói tiếp. Vạn Trận Môn mặc dù là tông môn 8 sao thế nhưng nội tình thâm hậu, ngay cả tông môn 9 sao cũng không dám đụng vào. Anh là đại sư trận pháp cấp 5, là trận pháp nhân tài mà Vạn Trận Môn đang cần. Nếu anh vào Vạn Trận Môn, cho dù tầng môn 9 sao muốn động thủ với anh cũng là phải đắn đo suy nghĩ. Diệp Mặc từ giọng nói cạnh anh Ly đã biết tất cả chỉ là tình huống bất đắc dĩ, người ta không muốn động thủ cũng cần suy nghĩ một chút, cho nên nhất định là phải động thủ. Cạnh anh Ly khẽ lắc đầu, cô cũng biết Vạn Trần Môn tuy rằng rất mạnh nhưng không có bảo vệ nổi Diệp Mặc. Diệp Mặc bỗng cười lạnh nhạt nhìn nhịp anh Ly tiếp tục nói. Cảnh Ly sư muội đa tạ là chỉ giúp đỡ. Cho dù là tông môn 9 sao tìm tới cửa thì sao? Tôi là người tu đạo có gì ngại chết. Cảnh Ly là khẽ cười nói tiếp. Tuy tôi biết rằng anh không sợ chết nhưng trong giọng nói của anh lộ ra rất nhiều mối lo lắng. Nếu như anh thực sự không có nhiều lo lắng, có lẽ tôi là không suy nghĩ giúp anh rồi. Dừng một chút, cô tiếp tục thở dài.
Nếu như anh là một luyện đan sư thì tốt, anh có thể gia nhập đan thành. Đan thành, Diệp Mặc lập tức hỏi. Chương 1073, thiên tài bị đả kích. Cánh Ly lần nữa gật đầu. Đan Thành là một cái thành phố 10 sao duy nhất tại Đại Lục Lạc Nguyệt. Nói chính xác nó chưa hẳn là một môn phái, chỉ là thành phố thế nhưng mà cao hơn một bậc so với môn phái 9 sao. Tuy rằng Đan Thành chưa bao giờ khiêu khích bất cứ chuyện gì, cũng không có môn phái nào dám tìm Đan Thành gây chuyện. Khiêu khích bất cứ chuyện gì cũng không. Nếu như anh là luyện đan sư dựa vào thiên tài tư chất của anh, cho dù là vô cực tông biết anh giết viên quan nam cũng không dám làm gì với anh. Đan Thành Diệp Mặc không ngờ Nam An Châu có thế lực 10 sao thế nhưng mà nghĩ tới thì cũng đúng. Sau khi hắn đi tới Nam An Châu vẫn tránh né tu luyện, càng không dám xuất hiện trước công chúng. Làm sao biết sự tồn tại Đan Thành? Cho tới giờ hắn cũng chỉ nghe qua mấy cái tên tông môn 9 sao có lẽ quen thuộc nhất chỉ là Thập Mỹ Nữ Nam An Châu mà thôi. Sở dĩ quen thuộc Thập Mỹ Nữ Nam An là bởi vì hắn không ngừng liên tục dò la tin tức. Thấy vẻ mặt Diệp Mặc cổ quái, Cảnh Ly lập tức suy đoán Diệp Mặc căn bản không biết đến Đan Thành, lập tức giải thích. Đan Thành trước đây là một cái đan hội do một cái người luyện đan gây dựng. Bởi vì đan hội liên tiếp nhận được cao thủ luyện đan, rất nhiều cao thủ không cách nào thăng cấp, tìm tới đan hội nhờ một số đan vương giúp luyện chế đan. Cứ thế tới nay, một số thăng cấp thất bại cũng không thể hóa chân đều là đều đặn tới đan hội. Cuối cùng họ là dần dần hình thành một cái lời tụ kết của cao thủ. Diệp Mặc hiểu được Đan Thành này nó đơn giản chính là không khác đan hội của Bắc Vọng Châu là mấy. Chỉ là sau này dần dần biến thành Đan Thành. Cảnh Lia tiếp tục nói, mấy trăm năm trước, một cái đan vương cửu phẩm đem thành phố lời đan hội đóng đô đổi thành Đan Thành. Lúc này hầu như các cao thủ và đan sư đan vương gia nhập Đan Thành. Thực lực Đan Thành tại Nam An Châu lớn nhất. Cũng may là người Đan Thành rất ít khi ra ngoài khiêu chiến, chú tâm vào việc luyện đan và tu luyện. Rất nhiều tu sĩ muốn hấp thu khí tức đan khí đan dược của Đan Thành nên là gia nhập Đan Thành. Cho tới giờ Đan Thành được thành Nam An Châu công nhận là thành phố 10 sao duy nhất. Diệp Mặc thầm kinh hãi. Hắn vốn cho rằng Đại Lục Lạc Nguyệt thực lực cấp thấp nhất chính là thành phố, bởi thành phố dù phát triển thế nào cũng không thể sánh với tông môn. Hiện tại xem ra hắn là sai. Thì ra thực lực lớn nhất không phải tông môn mà là một cái thành phố. Trước đây hắn cũng muốn phát triển Lạc Nguyệt Chi Thành trở thành một cái thành phố có thực lực lớn nhất. Xem ra người thực hiện ý tưởng này đến trước hắn rồi. Tôi nghe nói đan vương lợi hại nhất Nam An Châu chỉ là thất phẩm đúng không? Thế sao lại có đan vương cửu phẩm? Diệp Mặc nghi ngờ hỏi, hắn không tin cái lão Khổng Diệp lại là lừa hắn. Cánh Ly là thản nhiên cười. Anh nói đan vương lợi hại nhất là thất phẩm không có sai, bởi đan vương trên thất phẩm sẽ không có xuất thế, bọn họ nghiên cứu là tiên đạo, mục đích chính là luyện chế ra tiên đan, cho tới khi chế giả hoặc là phi tăng. Cho nên là dù là tu sĩ hóa chân cũng khó mà mời được đan vương trên thất phẩm luyện đan. Dưới tình huống bình thường đan vương thất phẩm là không dễ dàng ra tay giúp người khác luyện. Diệp Mặc đã hiểu đan vương thất phẩm nếu như mà phát huy không tốt, ngẫu nhiên có thể luyện chế ra đan dược thiên cấp cửu phẩm. Đan dược thiên cấp cửu phẩm ở tu chân giới đạt được mức độ cao rồi, thậm chí có linh tính. Cho dù là tu sĩ hóa thân luyện chế là cần đan dược phỏng trường cũng không cần thiên cấp cửu phẩm. Vậy
Đan Thành rất nhiều người Đan Vương sao? Diệp Mặc nghe xong Cảnh Anh Ly là có thêm một số suy nghĩ đối với việc gia nhập Đan Thành. Cảnh Anh Ly lại lắc đầu nói: ở Đan Thành phòng trưởng ít nhất là 30 năm vị Đan Vương. Đây cũng không thể nói là nhiều nhất, nhưng mà môn phái không có Đan Vương và tán tu ở Nam An Châu đều tới Đan Thành mua đan dược. Việc này tạo thành mỗi một cái vị Đan Vương đều được coi trọng. Hơn nữa, Đan Vương tứ phẩm trở lên càng ít, toàn bộ Nam An Châu cũng chưa tới 20 đơn vị. Mà là Đan Thành thậm chí là chưa quá 10 mét. Về phần Đan Vương thất phẩm, theo tôi được biết, ở Đan Thành có 2 vị mà thôi. Đan Vương thất phẩm trở lên bao nhiêu công, tôi không có rõ lắm. Diệp Mặc không nghĩ tới hắn là trình độ Đan Vương tứ phẩm ở Nam An Châu có thể lọt vào danh sách 20 vị. Lòng hắn là rất muốn tiến vào Đan Thành, chần chừ một chút quyết định nói cho Cảnh Anh Ly. Anh có lời gì muốn nói à? Tôi nói thẳng là tôi không bán đứng anh đâu. Cảnh Ly là thấy sợ hoặc hèn sợ của Diệp Mặc. Biết Diệp Mặc có lời muốn nói thế nhưng là lại do dự. Lời của cô có ý là sao này? Chuyện anh giết đệ tử lòng cốt tông môn chính sao? Tôi cũng không biết. Còn cái gì mà giấu giếm được? Diệp Mặc gật đầu nói tiếp. Cảnh sư tỷ, cảm ơn lời nói thật lòng và sự giúp đỡ của Truy Tùng Tùng Tích sư thủy. Tôi quyết định tới Đan Thành bởi vì như chị nói tôi không sợ chết thế, nhưng mà tôi có rất nhiều chuyện nhiều người thân phải lo, tôi không thể lo lắng mãi cho họ. Cảnh Ly thông minh không gì sánh hơn nữa là lời phê bình rất có đạo lý, đưa ra dựa lời cô nói hắn là gia nhập Đan Thành nếu như mà sự tình không bị bại lộ tốt nhất. Nếu mà bị bại lộ, hắn đến lúc đó ở Đan Thành tổng môn chín sao không nhất định có thể là khó khăn. Cảnh Ly nghe xong lời, cho tới giờ chỉ nghe thanh âm có thể hiểu. Cô là vừa nghe Diệp Mặc nói lập tức kinh ngạc nhìn Diệp Mặc hỏi: chẳng lẽ anh là một cái luyện đan sư? Diệp Mặc gật đầu: không sai, nhưng tôi không phải luyện đan sư, tôi là Đan Vương tứ phẩm. Cái gì? Cảnh Ly lần nữa bị Diệp Mặc làm chấn động. Cô kinh ngạc nhìn Diệp Mặc, nếu như mà trước đây không phải Diệp Mặc biểu hiện trình độ đại sư trận pháp cấp 5, cô thậm chí cho rằng Diệp Mặc là người thông thường. Nếu như nói đại sư trận pháp cấp 5 cần thời gian tích lũy mà hình thành, vậy Đan Vương tứ phẩm không chỉ cần là thời gian mà còn là từ chất tu luyện nghịch thiên và tư chân nghịch thiên. Diệp Mặc mới bao nhiêu tuổi, cho dù trở thành đại sư trận pháp có thể tiêu hao tất cả thời gian của hắn. Hắn lúc này nói mình là Đan Vương, hơn nữa là Đan Vương tứ phẩm, cô làm sao có thể tin? Thế nhưng cảm giác cô nói cho biết Diệp Mặc này tuyệt đối không tầm thường, hắn không có nói dối. Anh thực sự là Đan Vương tứ phẩm? Cạnh anh Ly lần nữa như cũ không tin được hỏi lại một câu. Tôi đúng là Đan Vương tứ phẩm. Diệp Mặc có chút bất đắc dĩ, hắn biết sau khi mình tu luyện Tam Sinh Quyết, năng lực lĩnh ngộ và sự thông minh của Cạnh Anh Ly chỉ cần nói vài câu liền đã suy đoán được việc giấu giếm không bằng lời thật lòng. Quả nhiên hắn vừa nói đến Đan Thành, Cạnh Ly là đoán ra hắn là đan sư. Phủ Cạnh Ly nghe Diệp Mặc nói là Đan Vương tứ phẩm, hồi lâu thở nhẹ tựa hồ là đang giống tin tức của Diệp Mặc. Diệp Mặc bị Cạnh Anh Ly nhìn chằm chằm có chút xấu hổ, hắn khò vài tiếng rồi nói: tôi mới biết làm sao có thể tới Đan Thành. Cạnh Ly là chậm rãi thở hát, lúc này nỗ lực bình phục mới nói tiếp: anh là Đan Vương tứ phẩm, chắc có thể luyện chế hư lạc đan. Đan Vương tứ phẩm và Đan Vương tam phẩm là một đường ranh giới, Đan Vương tứ phẩm cho dù lãng phí bao nhiêu tài liệu cũng không dám luyện chế đan dược hư lạc đan, bởi vì nó rất quý. Đó hiểu vì tại sao tu sĩ Nguyên Anh và hư thần ở Nam An Châu khác biệt lớn tới vậy.
vì một số thăng cấp hư thần cần phải tài liệu. Thứ hai là luyện chế hư lạc đan, chỉ có đan vương tứ phẩm mới có quyền thêm chỉnh sửa tài liệu. Diệp Mạc gật đầu nói, không sai, tôi có thể luyện chế hư lạc đan. Hư lạc đan là đan dược thiên cấp tứ phẩm. Diệp Mạc tự nói hắn là đan vương tứ phẩm, luyện chế đan dược thiên cấp tứ phẩm đương nhiên là không có vấn đề. Huống chi tỷ lệ thành đan của hắn cao như thế, chẳng lẽ là không luyện được hư lạc đan. Được, Cảnh Ly cầm ra hơn 10 hộp ngọc đặt trước Diệp Mạc nói, đây là linh thảo hư lạc đan, anh giúp tôi luyện chế hư lạc đan, tôi dẫn anh đi đan thành. Hơn nữa, tôi còn là dẫn anh tới một cái chỗ đại sư luyện ký, giúp anh luyện ký, thậm chí còn có thể giúp anh trên cái danh sách dự tuyển đàn thi lần này. Đàn vương tứ phẩm cho dù là toàn bộ Nam Hàn Châu cũng không có mấy người, dù sao tông môn 9 sao huyện âm các cũng không có đàn vương tứ phẩm. Cánh Ly tuy rằng gom được một cái lượng lớn linh thảo hư lạc đàn, thế nhưng không cách nào tìm được một cái lượng lớn linh thảo của hư lạc đàn. Huống chi môn chủ chính là cha làng, đó là người vô cùng chấp phạt. Nếu như không có chuyện của Diệp Mặc, Cảnh Ni do dự một năm sau sẽ tới đàn thành. Nếu như mà Diệp Mặc là đan vương tứ phẩm, cô không bỏ qua cơ hội. Diệp Mặc dùng thần thức quét cả hộp ngọc trước mắt, có mấy cái là đựng ứng hư tự quả vừa hái lúc nãy, vừa nhìn hộp ngọc lúc này là có. Diệp Mạc cũng không phải là người đàn ông lòng tham không đáy, Cảnh Ly rộng rãi như thế lại giúp hắn bảy mưu tinh kế, lòng hắn cảm kích. Hư lạc đan quý không gì sánh được, cho dù Cảnh Ly không dùng để cũng có thể bán đến lượng lớn linh thạch. Thế nhưng mà cô khẳng định Diệp Mặc chỉ cần lo lắng thứ nhất là luyện chế ra hư lạc đan, hơn nữa là còn lư hư lạc đan hạng nhất. Người này nói không chừng là thiên cấp ngũ phẩm đan dược có thể luyện chế ra. Là một thiên tài, Cảnh Ly không nhận ra cô đã bị Diệp Mặc đả kích hồi lâu. So với Diệp Mặc, cô là cái thiên tài cái quái gì?